Hello mọi người, đã trở lại với kênh Sơn Chim Đen của mình nhá. Hôm nay mình sẽ làm một cái video mình câu ở cái thuyền vàng này, xem sẽ được bao nhiêu bóng 4 và bao nhiêu bóng 5 cho mọi người xem. Nani? Cái gì vậy? Mình vừa mới quay video luôn ấy bạn. Ôi bạn này chắc là đứa con của biển cả hả? Ôi bạn này đúng là may mắn thật đấy, nhưng mà thiếu một chút nữa, một chút trời độ nữa, hiểu không? Bạn này là có thấp nhang, có lên được bóng 5. Nhưng mà cái bóng nó rất là to luôn mọi người. Nhìn nó như một con quái vật hồ Loch Ness đó. Mọi người xem phim nó chưa? Đó. Nhìn nó kiểu y hệt như vậy luôn ấy, nó bự kinh khủng. Hồ ảo ma Canada nữa mới đặt gì vậy? A few moments later. Trong bài này thì bạn Binh này vẫn đang cố gắng đứng lại để câu chung của mình. Thì không biết bạn này có biết mình quay video không nữa. Ui, bóng 4 của mình mọi người. Thì hôm ấy mình gặp bóng 4 thì cũng nhiều rồi. Nên giờ mấy cái bóng 4 này mình thấy không còn xin nha của mình nữa. Mình thấy không có vung. Mình thấy gặp bóng 4 là mình thấy bình thường, nó đứt cũng được mà nó lên cũng là chuyện bình thường luôn. Mình thấy nhiều bóng 4 quá rồi. Bây giờ mình câu là chỉ câu 4-5 thôi, nhưng mà nó có bóng 4 thì mình vẫn phải câu không được ra. Ui, thêm cá nữa kìa. Mọi người thấy không? Cái thuyền vàng này vẫn là một cái nơi đẳng cấp nhất để mọi người vẫn câu ấy. Thì mọi người nếu mà mọi người xác định mà đi câu bóng to ấy, thì mọi người cứ bỏ hết bóng 1, bóng 2, bóng 3 đi. Mọi người chỉ săn cái bóng 4 và bóng 5 thôi. Nhưng mà được một cá nữa là bóng 4 thì nó rất là dễ rồi. Nó rất là dễ ra. Còn cái bóng 5 ấy, kiểu như là mọi người phải canh giờ nhá. Ui, vậy thêm một cái nữa kìa. Ôi, hai cái bóng 4 liên tục hả? Trời độ. Bữa nay video hấp dẫn nha mọi người. Hấp dẫn cho mọi người. Nó biết mình quay video hay sao ấy. Đứa cứ lên cá cho mình câu thôi. Không rung. Mới con thứ hai, khi nào mà ra con thứ ba ta mới rung. Chứ hai con liên tục sao mà rung được. Lên thôi em. Mấy con này là chuyện bình thường. Mấy con cá này nhà mình bắt hoài. Mình đã ở nhà mình mấy chục con rồi. Mấy con này quá là điều bình thường của mình luôn. Mình coi mấy con heo này chắc là phải là con này, chắc là con thứ ba hay thứ tư gì rồi ấy. Chắc là phải được mười mấy hai chục con, mình bán nhiều lắm rồi đấy. Mấy con heo ấy mình bán hết rồi. Mình cũng có câu được một con cá heo vương miện, mình để ở nhà chứ mình không có mang ra. Mình bắt đầu mình khè. Ui trời, cái này là rung rồi nè. Chưa kịp chuẩn bị tâm lý nha, sao em cứ lên hoài như vậy hả? Em phải chờ anh thợ đã em. Trời ơi, em chờ anh thợ đã, anh bị rung rồi. Chờ tí nha. Sao ghê vậy, kinh khủng quá. Mình thấy bắt đầu có gì đó sai sai ở đây á mọi người. Sao nó có thể ra một lần 3 bóng 4 liên tục được? Bởi vì vậy? Chắc cái bóng này là... cái bóng này chắc là cá vương miện hay sao nè. Con này chắc cá vương miện, nhìn con này rất là lanh nha. Nó nhấp rất từ tốn nha, rất là lanh. Đuôi vậy rất là nhẹ nhàng rồi. Chết mày với anh. Mày chết, bóng 4 là chết đâu chắc. Vỗ tay chắc là admin nó biết mình đang làm video hay sao ấy, nó cố tình nó chôn mình hay sao ấy, nó đưa cho mình một phát 3 bóng 4 liên tục để nó chôn mình, nó đưa cho mình những cảm xúc thăng hoa, xong nó đưa mình xuống dưới nước luôn, nó cho mới đưa bắt đầu đưa mình lên cao luôn, cho mình bay xa bay cao, xong cho mình xuống luôn à, dìm xuống một lần luôn à. Thì không biết ai xem video này các bạn nào đã được một phát 3 bóng 4 chưa? Ui, thêm một cái nữa. Trời ơi, bữa nay ngày gì á mọi người, cái thuyền này. Ôi cái thuyền này, mọi người không biết câu cá, mọi người mà câu cá mà gặp bóng lớn, mọi người mà bị rung ấy, thì mọi người mình khuyên mọi người là nên ra cái thuyền này nè. Mọi người thấy không, gặp bóng 4 rất là nhiều luôn nè. Bóng 5 thì mình chưa thấy nha, mình đang thấy bóng 4 thôi. Mình thấy bây giờ bóng 4 với mình là bình thường rồi, chịu. Thôi thế chịu rồi chứ biết sao giờ. Xin lỗi được chưa? Thì nói thế chịu rồi. Biết sao giờ? Không biết nước đã quê được không? Nói thế chịu. Thua. Một sự tác động nhẹ nhẹ của hình như là của cái chế độ ở đâu ấy, của cái thế lực nào đen tối nào ở phía sau đây thì phải. Mình thấy là cái bóng mình lên được, nhưng mà nó đứt nãy giờ là đứt hai cá rồi, lên 4 bóng nhưng mà đứt hết hai cá rồi. Không biết mọi người như thế nào. Ui, đến thêm cái nữa này. Sao mọi thứ nó tới nhẹ nhàng thế nhờ? Sao bữa nay bị cái gì vậy mọi người? Sao bữa nay mình thấy sao ấy, cái ngày hôm nay là ngày gì thế nhờ? Hình không biết mình có xem ngày hay chưa, nhưng mà mình thấy bóng 4 nó quá nhiều luôn. Bóng này là bóng thứ 5 rồi đấy. Sao mà kỳ vậy ta? 3 hồi nãy là 4 rồi hả? 3, 4, cái này là bóng thứ 5 rồi. Ôi, con này thì mình thấy nó lên từ từ như vậy là con này rất là ngu rồi. Chắc cá xanh chắc rồi, con này ngu rồi. Cá màu xanh rồi. Ôi sao chẳng biết nha.
ấy, mà nhìn nó thấy thấy cái đuôi nó bắt đầu nó vẫy, mà vẫy kiểu là không có lực anh em, nó vẫy kiểu không có lực, nó kiểu là nó tới mà nó bắt đầu cái mặt nó ngu xuống. Nhưng mà thôi cả, có hơn không, hôm nay là chắc quá nhiều bóng rồi. Nãy giờ mình câu là phải 7-8 bóng rồi, mình câu ở bên bên cái chỗ hải đăng ấy, xong rồi giờ mình qua thiền này là bắt đầu là bóng nó lên liên tục luôn. Hồi nãy ở hải đăng thì mình có câu được 4-5 nhưng mà mình sẩy, xong rồi mình cũng bỏ luôn, mình qua bên đây câu luôn, mình bỏ bên đó. Xong rồi qua bên đây thì bắt đầu là thế lực tâm linh bắt đầu là đổ cho mình, thấy là bóng lên liên tục, có những tiếng cười từ tới mình, có những video hấp dẫn hài hước tới đây. Đấy, không thể nào tin được luôn. Đi ngủ cái gì, em đang câu là em không có buồn ngủ, em phải đứng em câu tiếp, không có được ngủ. Em phải chơi là phải chơi khô máu chứ, ngủ cái gì tầm này. Em phải tỉnh táo lên em câu, em hiểu không? Bây giờ trời đang độ em, đó, cái giờ làm giàu của em là tới rồi. Trời. Chắc là xóa luôn video này. Video mang quá nhiều bóng bốn tới người chơi hả? Tôi xin điên luôn mình. Mình không thể tin được là mình lại lên đến mức gì vậy. Lên một em cá mập nữa. Trời ơi, con này là con thứ 6 rồi. Mình không biết bữa nay là mình ăn trúng cái gì, mình đã chơi lộn cái gì hay không, mà mình thấy cá nó cứ lên như kiểu là như diều gặp gió đó mọi người. Nó đớp kinh khủng luôn, nó đớp không có chừa cái gì luôn. Bắt đầu là mọi người là cũng đi ngủ hết rồi, chỉ còn mình với em mình câu thôi. Bạn này là hơi bị thân của mình ấy, bạn này hơi thân thiết, khi nào mình làm video nào bạn này cũng đứng chung và chỉ mình chơi. Mình cũng mới quay, mình cũng mới chơi game này. Trời. Thôi, tao đọc điện thoại luôn chứ tao không chơi game này nữa. Game này mày làm như vậy thì mày thấy có quá đáng lắm không? Có quá đáng lắm không nếu mày cứ đưa toàn bóng 4 cho tao, sao mày không cho cái bóng 5 nào đi? Quá đáng lắm luôn ấy. Mày cứ bị sao ấy, cứ lên bóng 4 mãi thôi. Lên như vậy thì mọi người nhìn thì mọi người sẽ bị ga tô mất, hiểu không? Hết lượt thì em cứ nhìn anh câu thôi, em đừng có sợ, để anh câu cho em xem. Đấy, em nhìn này, lên này, lên. Nãy giờ con cá cam này nhìn cùi cùi nhưng mà không sao, có là được. Có, lấy ra cái chỗ bán cá bán được tiền. Trời ơi, hôm nay mình thấy ắt mình quá hên luôn ấy mọi người. Chắc là do ắt mới hay sao ấy, mình thấy là mình câu như kiểu là rất là hên luôn, bóng 4 nhiều lắm luôn nhưng mà không có bóng 5 là hình như không thấy luôn ấy. Nên mình sẽ cố gắng mình đứng ở đây để khi nào mà nó ra 4-5 mình mới kết thúc video. Mình sẽ ráng đứng, mình chờ thời, mình bắt đầu đó, mình sẽ chờ khi nào 4-5 thì thôi, mà 4-4 là mình không quan tâm. Khi nào ra 4-5 thì thôi, khi nào mà ra những con cá mình không có thì thôi. Hiện tại là mình cũng chưa có con cá gọi là con cá voi xét thủ ấy, nhưng mà bây giờ đang là giờ nhà tán với giờ cá voi xét thủ. Thì không biết nó sẽ có cái bóng đâm nào nó in vô mặt mình không. In lên hiện. Ui, bóng 4 hay sao vậy? Từ. Ui, bóng mấy vậy ta? Con này nhìn nó đù. Chắc là con tán đầu môi mọi người à. Con này nhìn mặt hơi bị đù nha. Con này rất là già và thon và gọn nè. Này, con tán đầu mo rồi. Con này nhìn bự này. Con này con tán chắc là này. Mày chết rồi. Mày đừng có giải ngu nữa lên. Chắc con đấy là con tán chắc luôn ấy, mình thề với mọi người luôn ấy. Sao mà nó có thể nhả nhanh như vậy được, mình nhớ mình đứng nhanh lắm luôn ấy. Trời ơi, game nó làm như vậy thì lâu lắm luôn mới được cái bóng 5, mà giờ ảnh chơi như vậy thì sao đi nước ngoài được. Mấy anh chơi vậy, mấy anh chỉ ở Việt Nam thôi, mấy anh không muốn đi nước ngoài đúng không? Mấy anh có muốn cho cái game này nó ra mình ra tầm thế giới không, mà sao mấy anh chơi lầy quá vậy? Mấy anh chơi cho cái bóng 5 xong mấy anh cho nó đớp một cái nhả ra liền luôn. Chơi cắn mà kiểu cắn một cái xong con cá nó bị gãy răng đó mọi người, đó, gãy cái răng xong rồi cái cần nó bị tuột ra xong nó bơi mẹ đi mất luôn. Má mày cay thế. Chơi bắt đầu thấy cái cay đấy, càng chơi càng thấy cay ấy, không còn thấy vui như lúc đầu nữa đó. Nữa. Ui. Con này bóng mấy? Bóng không đớp luôn. Trời ơi, con gì đấy? Chắc con tán đầu đinh rồi. Vô mảnh rồi, quá rồi. Con này mình chưa có mọi người ơi. Con này mình chưa có luôn ấy. Mình chưa có tán này. Với lại con này là con lần đầu tiên mình câu được luôn ấy. Mình cũng mới chơi game này mà. Mình chơi được chắc cỡ 2 tuần thôi. Mình mới chơi được 2 tuần. Ui, mình câu được con này hên chưa. Hên không. Đấy. Mọi người à, cái này là mọi người chỉ cần canh giờ thôi là nó ra thì nó sẽ ra thôi. Giống như mình ấy, mình hụt 4-5 thì mình hụt nhiều lắm rồi. Mình hụt quá nhiều vì kỹ năng câu 4-5 của mình này chưa có.
nên là nhiều lúc mà mình canh ấy mình hay bị gung cái tay, mình gặp bóng năm là mình rất là gung, mình nói thật cái nó là mình không nói điêu, rất là gung. Nên mọi người nào muốn tập câu cá ấy, thì mọi người nên ra cái thuyền này, mọi người gặp nhiều bóng ấy bắt đầu là mọi người sẽ có được cái cảm nhận, gọi là cái cảm nhận câu cá của mình nó sẽ tốt hơn, nó sẽ gọi là không bị rung nữa, nó sẽ gọi là bắt nhịp với cá ổn hơn. Đó, mọi người thấy video này hay thì mọi người cứ nhớ like và đăng ký kênh cho mình. Ok nhé.